Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay em lên ba chiếc kính vàng đúc 18k. Đầu tiên đó là mã số 1 là giá là 32 triệu. Đây là cây Paramiki, một cây của Nhật, cây này là dáng trơn. Đây cây Paramiki, cái mắt của nó thì có lẽ theo em hợp lý thì cắt nó sẽ nhỏ hơn một chút như thế này. Cái mắt này nó mắt dưỡng thôi, anh em về thì đeo nó sẽ dễ hơn. Dáng nó là dáng tăm. Mã số 1 là 32 triệu. Đối với cái dáng như thế này thì anh em đeo nó rất là nhẹ, và cái kính nó rất là chắc chắn. Nó khác với lại những cây ba mảnh, như ba mảnh như thế này thì đeo nó sẽ khoảng 3-4 tháng thì nó sẽ phải siết lại những cái ốc của nó. Tiếp theo mã số 2, giá là 27 triệu, một cây vàng trắng 14k. Cây này cây vàng trắng 14k. Những cái cây như thế này thì nó là những cây kính thương hiệu của Nhật. Cây này thương hiệu là Hoya. Cây này thương hiệu của Hoya, anh em biết rồi, Hoya nó cũng là một trong những cái thương hiệu về mắt kính. Mắt kính của Hoya cũng khá là đắt đấy, có lẽ là chỉ sau Essilor của Pháp thôi. Đây là cây vàng đúc 14k White Gold. Thiết kế của nó là khá là đơn giản. Chuôi nhựa nhưng mà giống như lên ve sứ, trông rất đẹp. Tiếp theo đó là mã số 3, giá là 42 triệu. Một cái kính này nó khá là nặng vàng, một cây Mirastron. Cây này thì cả hai ve của nó đều là vàng đúc K18. Chuôi đồi mồi. Cầu ở đây là cầu 18. Chiều dài của nó 142. Cầu giữa nó cũng là vàng đúc 18k. Cái ve của nó là hai cái ve là 18k. Và các ốc của nó còn khá là dài, đủ để anh em lắp mắt cận. Thì thường nó thường dày ở hai bên, cho nên là anh em lắp mắt cận vô tư thoải mái. Và nó có một điểm đặc biệt ở các cái gối của nó như thế này. Các cái gối của nó này làm cho cái kính nó rất là chắc chắn. Nó chắc chắn hơn là những cây ba mảnh. Nó là ba mảnh thôi, nhưng mà những cây ba mảnh ví dụ như của những hãng khác thì nó không những cái, có những cái đệm như thế này thì nó sẽ không chắc chắn bằng. Cây này em bán khá là nhiều, nó khá là giống với những cây Blackberry. Nó mạnh về thương hiệu hơn, nó bán giá 48 triệu. Hôm trước em bán một cây khác, cầu nó cầu kỳ hơn một chút thì giá của nó nhỉnh hơn. Đối với những cái cầu như này, có cầu hoa văn rất hợp với anh em, các anh trung niên, nó sẽ phù hợp hơn. Những cây như thế này thì nó phù hợp với các anh trung niên là phù hợp hơn, đeo sẽ đẹp hơn. Ví dụ tùy theo cái sở thích của từng người, mỗi người thích chơi như thế nào thì đấy, nó theo cái gu của mỗi người. Ví dụ như em bây giờ em cũng chơi kính vàng đúc, nhưng mà em hay đeo cây vàng hồng nhiều hơn. Ví dụ như cây Cartier này em hay đeo kính vàng hồng nhiều hơn. Vàng trắng em đeo, đi đường em hay đeo vàng trắng nhiều hơn. Ở nhà thì đi chơi gặp bạn bè cà phê thì đeo vàng hồng. Nói chung là trong túi bao giờ có khoảng 2 chiếc kính vàng đúc là đeo thay đổi đi chơi. Vâng, xin cảm ơn anh em. Phim kính thì nó cũng thực ra nó cũng ngắn gọn thôi, bởi vì kính vàng đúc em bán khá là nhiều rồi. Cho nên là anh em cũng khá là thuộc về sản phẩm. Cho nên là anh em tham khảo giá cũng như kiểu dáng nó phù hợp với cái khuôn mặt của mình thì để có những cái quyết định nó sáng suốt. Bởi cây kính nó là một trong những cái vật trang sức nó khá là xa xỉ, và cũng như đây là một cái phân khúc nó trong cái tầm tiền nó vừa phải thôi, nhưng mà tuy nhiên nó là một cái sản phẩm khá là xa xỉ. Vâng, xin cảm ơn anh em, chúc anh em có một buổi tối vui vẻ.